Ok, thì đây là có thằng bạn mình, nó nhờ mình roll Furina, nó nói mình xài chiếc lõ nào cũng được, cho nên là hôm nay chúng ta thử chiếc lõ bạn bè của Furina đi, mà mình thấy thằng này không roll bạn bè nào của Furina. Này toàn roll cái gì vậy? Có đúng mỗi Furina Nevilleis là người Fontaine vậy? Người Fontaine, những người Fontaine khác đâu? Mấy người này không tính nha. Mấy người Fontaine khác đâu, sao có mỗi Framine, Lini với lại gì thế này? Với lại chả lốt thế này. Thôi để hai hai người đứng đầu Fontaine ở đây rồi cũng được. Đó chiếc lõ. Đứng đây luôn hả? Vẫn là đứng Ừ. đây luôn hả? Đứng trước bí cảnh, đứng trước bí cảnh này đó. Rôn ra xong đi vô cày thánh di vật, hợp lý không? 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Còn có một cái như ấy ở con có một lần cày không hay như ấy. Ủa, mày thích cái này chi à? Tính nào? Cái này nè. Tính đổi nhân vật nào mà. Có duyên vương Ờ vấn. không đổi đâu. Cứ Ý. cứ cứ roll hết luôn đi. Cứ roll hết luôn đi, có được Yeah. cứ roll hết luôn. Ok. Đang đang nhiêu roll ta? Nhiêu roll rồi, 7 Bảy bảy roll. đi, bảy bảy đi. 7 roll thì chúng ta là để 63 roll. Thế là sẽ có 70 roll. Đó là roll vừa nổ đấy. Là roll vừa nổ ấy. Không nổ thì Có BT rồi. Không, ý ở con này có BT mà. Được mấy á. Ừ, nhưng mà không nổ thì tại hòa ha. Để chúng ta có được C6 Gaming ở trong mục này không? Chúng ta sẽ xem. Rồi, cầm xe máy rồi. Gaming xe máy à? Không biết nữa. Xe máy Từ từ C0 lên C10 luôn cũng được. Đó, C2, C2, 4 con nữa, 4 con nữa, 4 con nữa. Rồi, bây giờ roll roll Ê, 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 sweet chiêu hồn hồn, sao anh ơi, sao anh win ơi, sao anh ơi, chiêu 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 sao anh ơi. thôi. mục tiêu là Fura C1 thôi mọi người. Nếu lệch thì là lỗi của Hòa chứ không phải lỗi của mình. Ok. Ơ kìa. Mục tiêu của mình là kiếm cho bạn Hòa một con Fu Chi Chi. Chưa lại, chưa lại. Nó vàng cũng sợ, à không, vàng. Gaming. Ê, tính là tao bị cái này ám nha. Tao C25 cái này đó. Ta cũng nhiều lắm rồi. Ừ, tao S. Tao R25 cái này đó. Giờ mục tiêu là C1 nhưng mà mình nghĩ là chắc là C2 được. À, giờ nó nổi vàng xong rồi C2 luôn này. Đó, thấy không? Rồi nó nổ hai con Fury ra luôn. Tên đồng, tên đồng, nó nổ hai con Fury ra luôn. Hai con Fury ra này. Tình 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 chết chết chết. Đó, Fury dễ thấy không? Mình đã đọc lệnh rồi, giờ thêm thêm con Fury ra nữa nè. Tên đồng, thêm con Fury ra nữa nè. À không không, Rosa rồi, Rosa rồi, buông buông buông. Đó thấy không? Lẹ không? Đó, đọc lệnh, đọc đọc siêu gọi là vậy mới gọi là đọc lệnh chứ. Đó thấy không, cái đó mới gọi là độc lệnh chứ đúng không? Đó, siêu siêu độc lệnh, siêu độc lệnh. À, rồi giờ roll 10 cái để ra luôn này. À không rồi. Không, ra 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 nham thần, ra nham thần, ra nham thần. Rồi, thêm một roll nữa, 10 roll nữa, ra luôn không? Không, không ra rồi. Hương Tây Phong. Hương Tây Phong. Hương Tây Phong, Hương Tây Phong. Rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Nghe vẫn tím. Lại nham thần. Rất nhiều nham thần. Tại vì chắc là con nham thần đầu tiên là cái con đầu tiên mày mày build set Marie Chelsea ấy. Thì đó. Lại một nham thần nữa. Siêu siêu nham thần, siêu nham thần. Vàng. Không vàng. Nãy giờ không có cái gaming là luôn mới hay chứ. Cộng một nham thần. Nãy nãy là mình còn 60 roll mà giờ. Đó thấy không? Vàng luôn. Vừa đẹp thấy không? Đổ sớm nữa. Rồi giờ thêm. Nếu 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 đúng như ta dự đoán đây là một là Chi Chi hai là Furina. Giờ tao sẽ skip luôn à, tin không? Nó sẽ ra một trong hai. Tin không? Tin không? Tin tao không? Tin tao không? Oh my god. Đó. À, thấy không, mình siêu bullet, mình siêu bullet, video rất nhanh và video rất lẹ. À, siêu đỉnh luôn thấy không, à, đúng mục tiêu mình đã nói rồi,
Mình đã nói rồi, mình nói là C2 là C2 đúng không? Này chuẩn bị, này chuẩn bị C1, R1 này. Cho R1 không? R1 không? R1 này. R1 cho đá còn lại nè, tấn công. Ra thiệt cái hài lắm nè. R1, vô, giang. Ok không? Thấy không? Rất đúng KPI. Rồi, xin cảm ơn bạn Hòa đã tin tưởng mình, đưa mình cái ạc á. Đó, không làm bạn Hòa thất vọng. Mọi người nếu mà muốn gửi ạc cho mình Ron thì mọi người có thể nhắn tin riêng cho mình ở phần Discord ha. Mình lúc nào cũng sẽ on, gần như lúc nào cũng sẽ on Discord trừ tầm khoảng 12 giờ tối cho tới 7 giờ sáng. Và nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người like, subscribe và ấn vào nút chuông bên dưới để mà ủng hộ mình làm theo những video như thế này nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.